Bạn đã từng hay hiện đang có những đốm trắng, hạt gạo trên móng tay không? Nguyên nhân tại sao và giải pháp thế nào? Các đốm trắng xuất hiện trên móng tay trong dân gian thường gọi là hạt gạo và thuật ngữ khoa học là Leukonychia. Những người trưởng thành hoặc trẻ em đều có thể xuất hiện hạt gạo trên móng tay. Những đốm hạt gạo này thường sẽ xuất hiện dưới dạng những đốm nhỏ hoặc lớn trên vài ngón hoặc có khi là cả bàn tay. Nhiều người truyền tai nhau rằng, nếu xuất hiện hạt gạo trên móng tay là đang có người nhớ thương mình hoặc mình đang có cảm tình với một ai đó. Tuy nhiên, móng tay của bạn là một dấu hiệu quan trọng của sức khỏe tổng thể. Mặc dù những đốm trắng này thường không phải là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng, nhưng chúng có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cần chú ý đến một số yếu tố dinh dưỡng và lối sống. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá những nguyên nhân phổ biến gây ra đốm trắng trên móng tay và những giải pháp tự nhiên để khắc phục tình trạng này. Bạn hãy cùng Ân tìm hiểu nhé! Trước khi tìm hiểu nguyên nhân nào khiến móng tay có đốm trắng, chúng ta cần biết và phân biệt các dạng đốm trắng trên móng tay. Đó có thể là đốm trắng hoàn toàn hoặc một phần. Hiện tượng xuất hiện các đốm trắng hoàn toàn là toàn bộ móng có màu trắng. Điều này thường do di truyền. Ngoài ra, các hiện tượng móng tay có đốm trắng thường gặp là những đốm trắng một phần thường có các dạng như đốm trắng dạng vân kẽ. Đây là hiện tượng xuất hiện những đường sọc ngang hoặc các đường dọc nhỏ trên móng tay. Đốm trắng dạng quả trứng. Hiện tượng này thường có những đốm nhỏ li ti, trông giống quả trứng. Dạng này thường xuất hiện khá phổ biến ở trẻ nhỏ và lan ra cả móng. Đốm trắng dọc là hiện tượng xuất hiện các đường kẽ nằm dọc theo chiều của móng tay. Thông thường thì dạng này sẽ ít gặp hơn. Đó là những loại hạt gạo mà chúng ta thường thấy trên móng tay của mình. Bạn đã từng hay hiện đang có loại hạt gạo nào? Hãy cùng bình luận nhé! Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đốm trắng trên móng tay và hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp bạn có những biện pháp khắc phục hiệu quả. Nguyên nhân hàng đầu là thiếu kẽm. Kẽm là một khoáng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe của móng tay. Nếu cơ thể bạn thiếu kẽm, móng tay có thể trở nên yếu và xuất hiện đốm trắng. Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào và phát triển mô, bao gồm cả mô móng. Móng mất khoảng 6 tháng để phát triển, vì vậy nếu đốm trắng ở nửa móng của bạn, điều này có nghĩa là bạn đã thiếu kẽm khoảng 3 tháng trước. Bạn có thể tăng cường lượng kẽm bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu kẽm như hàu, thịt bò, hạt bí ngô và đậu lăng. Nếu cần, bạn có thể sử dụng các loại thực phẩm chức năng bổ sung kẽm, nhưng hãy tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe trước khi sử dụng nhé. 2. Thiếu canxi. Canxi là một yếu tố không thể thiếu trong cấu trúc và độ chắc khỏe của móng tay. Thiếu canxi có thể dẫn đến móng tay yếu, dễ gãy và xuất hiện các đốm trắng. Hãy đảm bảo rằng bạn tiêu thụ đủ lượng canxi hàng ngày bằng cách ăn các thực phẩm giàu canxi như sữa, phô mai, sữa chua, cá hồi và các loại rau có lá xanh đậm như cải bó xôi và cải xoăn. 3. Thiếu protein, đạm. Protein là thành phần chính cấu tạo nên móng tay. Thiếu protein có thể khiến móng tay yếu và dễ xuất hiện các đốm trắng. Bổ sung các loại thực phẩm giàu protein như thịt gà, cá, trứng, hạt, đậu và các sản phẩm từ sữa để đảm bảo móng tay của bạn được cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết. 4. Tổn thương móng tay. Một nguyên nhân phổ biến khác của đốm trắng trên móng tay là tổn thương trực tiếp. Việc va đập, kẹp hoặc cắt móng tay không đúng cách có thể gây tổn thương nền móng và tạo ra những đốm trắng. Hãy cẩn thận khi cắt tỉa móng tay và tránh làm việc quá mạnh bạo với chúng. Nếu bạn thường xuyên làm việc tay chân, hãy đeo găng tay bảo vệ để giảm thiểu nguy cơ tổn thương móng. 5. Dị ứng với các sản phẩm làm đẹp. Việc sử dụng sơn móng tay, keo dán móng giả hoặc các sản phẩm làm đẹp khác có thể gây ra phản ứng dị ứng, dẫn đến xuất hiện đốm trắng trên móng. Nếu bạn nghi ngờ rằng một sản phẩm làm đẹp nào đó là nguyên nhân, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và chuyển sang các sản phẩm tự nhiên hoặc không chứa hóa chất gây kích ứng. 6. Căng thẳng và các vấn đề tiêu hóa. Khi cơ thể căng thẳng, ăn nhiều thực phẩm tinh chế hoặc gặp các vấn đề tiêu hóa, cơ thể bạn rất dễ bị thiếu hụt kẽm và nhiều chất dinh dưỡng khác. Điều này ngăn cản sự phát triển bình thường của cấu trúc móng, dẫn đến sự xuất hiện của các đốm trắng trên ngón tay của bạn. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe nữa nhé. 7. Nhiễm nấm. Một loại nấm móng thông thường được gọi là nấm móng bề mặt, có thể xuất hiện như một dạng đốm trắng xuất hiện trên ngón tay, ngón chân. Dấu hiệu nhận biết ban đầu có thể chỉ bao gồm vài chấm trắng nhỏ trên móng tay.
nhiễm trùng có thể phát triển và lan rộng. Móng có thể bong tróc, sau đó trở nên dày và làm giòn móng hơn. 8. Một số bệnh lý. Các nốt trắng này cũng thường thấy ở những người bị bệnh gan. Nếu các nốt vừa có màu hồng, vừa có màu trắng, đó có thể là biểu hiện của người bị bệnh thận, và nếu có màu tím thì là nguy cơ của bệnh tim mạch. Ở người bị bệnh phổi, kèm theo tình trạng móng tay có đốm trắng là toàn bộ móng bị dày sừng và ngã sang màu vàng. Nguyên nhân là do phổi bị suy giảm chức năng, làm giảm nồng độ oxy trong máu và ảnh hưởng đến sự phát triển của móng. Khi móng tiếp tục dài ra thì các đốm trắng to dần và làm toàn bộ móng bị yếu, rất dễ gây. Cuối cùng là nguyên nhân di truyền. Bệnh bạch cầu có thể là một tình trạng di truyền dẫn đến tình trạng ngón tay có hạt gạo nhưng rất hiếm. Nguyên nhân là do đột biến gen có thể được truyền từ một hoặc cả hai cha mẹ sang con cái. Thông thường, những người sinh ra với bệnh bạch cầu toàn phần sẽ có phần móng tay toàn màu trắng xuất hiện khi mới sinh hoặc khi còn nhỏ. Bây giờ bạn đã hiểu nguyên nhân gây ra các đốm trắng trên móng tay. Hãy cùng tìm hiểu những phương pháp tự nhiên giúp ngăn ngừa tình trạng này để móng tay của bạn có thể phát triển khỏe mạnh trở lại. 1. Ăn hạt bí ngô. Những người gặp phải tình trạng đốm trắng nên bắt đầu ăn những thực phẩm giàu kẽm. Ăn 200g hạt bí ngô mỗi ngày sẽ cung cấp khoảng 16mg kẽm, giúp móng tay chắc khỏe, hồng hào. 2. Sử dụng giấm táo. Một số người không hấp thụ đủ kẽm và canxi do các vấn đề tiêu hóa như trào ngực, axit hoặc khó tiêu. Hãy bắt đầu sử dụng 2-3 viên nang giấm táo trước mỗi bữa ăn để giúp dạ dày hấp thụ tốt hơn các khoáng chất cần thiết cho móng tay. 3. Bổ sung kẽm chelate 30mg. Nếu bạn không tiêu thụ nhiều thịt đỏ, hạt hoặc hải sản, bạn có thể bị thiếu kẽm. Bổ sung kẽm dưới dạng chelate, bisglycinate hoặc kẽm picolinate có thể giúp chữa lành hệ thần kinh và ngăn ngừa đốm trắng trên móng tay. 4. Giảm lượng ngũ cốc. Tinh bột đã qua chế biến như bánh mì, ngũ cốc, bánh quy, mì ống và gạo chứa phytate, chất có thể ngăn cản sự hấp thụ kẽm và canxi, gây ra đốm trắng và làm yếu móng tay. 5. Dùng men dinh dưỡng. Căng thẳng có thể làm giảm kẽm vì nó làm tăng hormone cortisol, hormone cần kẽm để hoạt động. Ăn một muỗng canh men dinh dưỡng mỗi ngày giúp giảm căng thẳng và cung cấp lượng vitamin B cần thiết để nuôi dưỡng móng tay từ bên trong. Thực hiện theo 6 giải pháp trên sẽ giúp bạn nuôi dưỡng móng tay và ngăn ngừa các đốm trắng trong tương lai, trong khi móng tay mọc lại. Đốm trắng trên móng tay tuy không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng chúng là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn cần được chăm sóc tốt hơn. Hãy nhớ rằng, một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng và chăm sóc móng tay đúng cách không chỉ giúp bạn loại bỏ những đốm trắng phiền toái, mà còn mang lại cho bạn đôi bàn tay khỏe đẹp và tự tin hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.